An tâm sống khỏe xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chắc chắn từ lâu thì ai cũng biết cà chua rất có lợi cho sức khỏe. Cà chua được mệnh danh là một nhà máy dinh dưỡng vì nó cung cấp rất nhiều thành phần có lợi cho sức khỏe mà bất cứ ai cũng không nên bỏ qua trong thực đơn ăn uống hàng ngày. Cà chua rất giàu lycopene, vitamin giúp cơ thể chống lại nhiều bệnh tật, thậm chí là cả ung thư. Cà chua chín sẽ đáp ứng được 13% nhu cầu hàng ngày về vitamin A, 8% nhu cầu vitamin B6, từ 33 đến 50% nhu cầu vitamin C. Ngoài ra, còn có vitamin B1, B2, PP, các chất bổ dưỡng như đạm, đường, chất béo và khoáng vi lượng như canxi, sắt, kali và phốt pho có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai ăn cà chua cũng tốt cho sức khỏe và ăn cà chua như thế nào cũng được. Các chuyên gia đã cảnh báo ăn cà chua sai cách có thể khiến cả nhà mắc bệnh. Dưới đây, thì An Tâm Sống Khỏe sẽ chia sẻ một số trường hợp có hại cho sức khỏe khi sử dụng cà chua không đúng cách mà mọi người nên bỏ ngay kẻo biến thực phẩm này thành thuốc độc. Cà chua từ lâu ai cũng biết rất có lợi cho sức khỏe. Chất lycopene có trong cà chua là chất chống oxy hóa, giúp cơ thể chống lại bệnh tật và bệnh ung thư. Lycopene là loại chất cơ thể không tự tạo ra được mà chỉ bổ sung qua đường ăn uống. Mỗi ngày nên uống một ly nước ép cà chua chín trong 100 g cà chua chín tươi sẽ đáp ứng được 13% nhu cầu hàng ngày về vitamin A, 8% nhu cầu vitamin B6, từ 33 đến 50% nhu cầu vitamin C. Ngoài ra, còn có vitamin B1 0,06mg, B2 0,04mg, PP 0,5mg. Các chất bổ dưỡng như đạm, đường, chất béo và khoáng vị lượng như canxi, sắt, kali phốt pho rất tốt cho việc làm đẹp da, chống lão hóa, xóa các nếp nhăn. Ngoài ra, còn có khả năng chống các bệnh tim mạch. Theo những nghiên cứu gần đây, cà chua còn có tác dụng ngăn chặn các hiện tượng tắc nghẽn ở gan, phòng chống bệnh sơ gan. Ăn cà chua chín sẽ tốt hơn ăn cà chua sống. Nếu ăn cà chua sống, cần phải chọn cà chua có màu sắc tự nhiên, không bị ủng hay dập nát. Trước khi sử dụng, cần rửa sạch cà chua với nước muối để loại trừ đi các hóa chất cũng như thuốc trừ sâu. Bên cạnh đó, cũng tránh sử dụng cà chua theo những cách sau đây để tránh những nguy hiểm khôn lường khi sử dụng loại thực phẩm này. 1. Không ăn nhiều hạt cà chua. Hạt cà chua giống như hạt ổi, trong đường ruột không tiêu hóa được. Trong quá trình vận chuyển thức ăn của đường ruột, người ta sợ nó lọt vào ruột thừa, dễ gây viêm ruột thừa không nên cho trẻ ăn những thực phẩm có nhiều hạt, đặc biệt là những hạt có kèm theo chất camen, dễ gây táo bón. Trẻ lệ nhiều run thì dễ biến chứng thành co thắt ruột do run, không có lợi cho sức khỏe. 2. Ăn cà chua khi đói Cà chua có chứa một lượng lớn các chất làm xe da hòa tan, sẽ phản ứng với axit dạ dày và đông vào cục u không hòa tan. Những khối u này có thể ngăn chặn các môn vị của dạ dày, dẫn đến đau bụng và khó chịu. Cà chua chứa rất nhiều pectin và nhựa phenolic, các thành phần khác giống như trong quả hồng vàng. Khi ăn cà chua lúc đói, những chất này có thể dễ dàng phản ứng với axit, hình thành các cục không hòa tan gây ảnh hưởng đến dạ dày, khiến khó chịu. Dạ dày phải tiêu thụ những chất này có thể gây ra đau bụng, nôn mửa và thậm chí là sốc. Do vậy, tuyệt đối không nên ăn cà chua vào lúc đói. Ba không ăn quá nhiều cà chua. Ăn quá nhiều cà chua có thể dẫn tới hiện tượng cơ thể không dung nạp loại thực phẩm này dù chỉ một lượng nhỏ. Nếu tình trạng không được chữa kịp thời, để lâu ngày, bệnh kéo dài sẽ dẫn tới các bệnh nghiêm trọng hơn về đường tiêu hóa như đau dạ dày và bí khí. Triệu chứng của hiện tượng này ở mỗi người là khác nhau. Nếu cơ thể không hấp thụ khoai tây, ớt hay hạt tiêu thì cũng không dung nạp cà chua. 4 ăn cà chua xanh. Cà chua chưa chín có chứa số lượng lớn alkaloid dễ gây ngộ độc thực phẩm. Các triệu chứng ngộ độc do ăn cà chua xanh như buồn nôn, nôn mửa, tiết nước bọt, yếu sức, mệt mỏi có thể đe dọa tính mạng. 5. Ăn cà chua trước bữa cơm Việc ăn cà chua trước bữa cơm sẽ làm cho lượng axit dạ dày tăng lên, dẫn đến chứng ợ chua, nóng bụng, thậm chí là trướng và đau bụng. 6. Không nên ăn cà chua và dưa chuột cùng một lúc. Lý do là bởi vì dưa chuột chứa một loại enzyme catabolic sẽ phá hủy hàm lượng vitamin C có trong các loại rau khác. Trong khi đó, cà chua là một loại rau có chứa một số lượng lớn vitamin C. Nếu bạn ăn hai loại thực phẩm này với nhau, vitamin C trong cà chua sẽ bị phân hủy và phá hủy bởi các enzyme catabolic trong dưa leo. 7 sử dụng chảo nhôm, gang khi chế biến cà chua. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu bạn sử dụng son chảo bằng nhôm hay gang để nấu cà chua, sẽ khiến các axit trong cà chua kết hợp với nhôm, gang gây ra những phản ứng khóa học không tốt cho sức khỏe của bạn. 8. Bảo quản cà chua bằng tủ lạnh Hầu hết các bà nội trợ đều có thói quen bảo quản mọi loại thực phẩm trong tủ lạnh, trong đó có cà chua. Tuy nhiên, bạn có biết rằng cà chua cất trong tủ lạnh sẽ bị mất đi rất nhiều vitamin và khoáng chất. Đồng thời, hương vị đặc trưng của cà chua cũng bị ảnh hưởng. Ngoài tránh sử dụng cà chua theo những cách trên, thì những đối tượng sau đây cũng nên tuyệt đối tránh sử dụng cà chua để tránh những tác động không tốt đến với sức khỏe như sau. Người bị gút những người bệnh gút có quá trình chuyển hóa purin bị rối loạn làm tăng axit uric trong máu Cà chua là một thực phẩm tương đối nhiều purin, do đó không có lợi cho người bệnh gút. Cà chua cũng rất giàu vitamin C nên khi người bị gút ăn vào thì vitamin C sẽ kết hợp với axit uric gây kết tùa. Người bị sỏi thận Những người bị sỏi mật nên hạn chế ăn cà chua, bởi nếu ăn nhiều, cà chua sẽ khiến người bệnh bị đầy bụng, đi ngoài và nhiều bệnh khác. Với những người bị bệnh gút và sỏi thận, sỏi mật, thì vẫn có thể dùng cà chua được, nhưng không nên dùng nhiều với lượng lớn, bởi trong cà chua chứa nhiều vitamin C, trong khi cơ thể những người này lại đang thừa chất. Vitamin C ở cà chua khi đi vào cơ thể sẽ kết hợp với các chất uric, canxin C, làm thanh kết tủa, gây ra sỏi thận, sỏi mật, co thắt túi mật nên làm bệnh trầm trọng thêm đối với người bệnh gút. Người bệnh thận khi thận yếu, chức năng lọc giảm nên có thể làm tăng kali huyết. Cà chua tương đối giàu kali làm tăng gánh nặng cho thận, tăng nguy cơ suy thận. Bởi vậy, những người đã được chẩn đoán bệnh thận, những người đang phải chạy thận thì nên hạn chế ăn thực phẩm này. Người hay lạnh bụng. Bên cạnh đó, cà chua có tính mát nên những người kém ăn, hay bị lạnh bụng, đầy bụng thì không nên ăn nhiều. Để tránh những tác hại trên, dùng toàn bộ quả cà chua hoặc thức ăn chế biến nhưng không thêm muối hoặc giảm lượng lát chi cà chua là thực phẩm có nhiều công dụng nhưng nên ăn với lượng vừa phải nếu không sẽ sinh ra trứng đầy bụng đi ngoài và nhiều bệnh khác người đang uống thuốc chống đông máu cà chua chứa rất nhiều vitamin k tác dụng chính của vitamin k là xúc tác cho sự tổng hợp của prothrombin và coagulmin trong gan vì vậy nếu bạn ăn cà chua khi dùng thuốc chống đông nó sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của loại thuốc này Cà chua được mệnh danh là một nhà máy dinh dưỡng vì nó cung cấp rất nhiều thành phần có lợi cho sức khỏe. Ngay lập tức, hãy cho cà chua vào thực đơn ăn uống hàng ngày của mình nhé! Cà chua rất giàu vitamin A, C, K, vitamin B6, kali, folate, thiamin, magie, niacin, đồng và phốt pho là những vi chất cần thiết để duy trì một sức khỏe tốt. Điều tuyệt vời hơn ở cà chua là chúng chứa rất ít cholesterol, chất béo bão hòa, natri và clo. Các bạn có thể ăn cà chua sống kèm với bánh mì, làm salad, nước sốt, sinh tố, thậm chí là nấu súp. Và sau đây là chín lợi ích không thể bỏ qua của cà chua. Cải thiện thị lực Cà chua là nguồn cung cấp vitamin A và C tuyệt vời, giúp ngăn ngừa bệnh quáng gà và tăng thị lực cho đôi mắt của bạn. Một nghiên cứu gần đây cho thấy, hàm lượng vitamin A cao của cà chua có thể ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, một bệnh nghiêm trọng có thể dẫn tới mù mắt. Hơn nữa, cà chua có thể giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. Trong cà chua còn có các chất chống oxy hóa như lycopene, lutein và zeaxanthin Phòng chống ung thư Ăn nhiều cà chua có thể giúp chống lại ung thư tuyến tiền liệt. Cà chua cũng có thể giúp giảm nguy cơ một số bệnh ung thư khác như dạ dày, phổi, cổ tử cung, vòng họng, trực tràng, đại tràng, thực quản, và ung thư buồng trứng nhờ các chất chống oxy hóa, đặc biệt là nhờ vào hàm lượng lycopene rất cao có trong cà chua. Tác dụng phòng chống ung thư của cà chua tốt hơn nhiều khi nấu loại quả này với dầu ô liu. Làm sáng da Cà chua chứa lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời và làm cho da của bạn ít nhạy cảm với tia cực tím, một trong những nguyên nhân gây ra nếp nhăn ở da. Trà bột cà chua lên làn da thô ráp của bạn, giúp xe lỗ chân lông, tái tạo và làm săn da mặt. Giảm lượng đường trong máu Cà chua chứa rất ít carbon hydrate nên giúp làm giảm lượng đường trong máu. Một vài nghiên cứu tìm thấy vai trò của các chất chống oxy hóa trong cà chua bảo vệ thành mạch và thận, những cơ quan hay bị tổn thương do bệnh tiểu đường. Cà chua còn chứa chrome và chất xơ giúp kiểm soát lượng đường trong máu thúc đẩy giấc ngủ ngon. Với nguồn vitamin C và lycopene dồi dào có thể giúp bạn ngủ ngon hơn. Vì vậy nếu bạn khó ngủ, hãy bổ sung thêm cà chua vào chế độ ăn hàng ngày, chẳng hạn như một bát súp hoặc sinh tố cà chua. Giữ xương chắc khỏe. Cà chua có chứa vitamin A và canxi giúp giữ cho xương của bạn khỏe mạnh và chống loãng xương, nguyên nhân của gãy rạn, biến dạng xương dẫn đến khuyết tật. Chữa các bệnh mãn tính, nhờ các chất chống viêm như carotenoid và bioflavonoid. Cà chua có thể làm giảm cơn đau mãn tính. Một chương trình nghiên cứu chỉ ra rằng uống một ly nước ép cà chua mỗi ngày có thể làm giảm dòng độ tnf alpha trong máu, một sát thủ gây viêm. Cà chua rất tốt cho những người bị bệnh tim mạch và Alzheimer. Tốt cho mái tóc của bạn Nhờ các vitamin và chất sắt giúp mái tóc bị hư hỏng và không có sự sống của bạn thêm bóng mượt. Hơn nữa, cà chua có tính axit có thể cân bằng độ pH trong tóc. Nếu bạn bị gàu và ngứa da đầu, dùng nước ép cà chua tươi thoa lên tóc và da đầu của bạn sau khi gội đầu, sau đó rửa sạch lại bằng nước lạnh hoặc ấm sau từ 4 đến 5 phút. Không sử dụng quá thường xuyên vì axit của cà chua có thể làm khô mái tóc của bạn giúp giảm cân. Nếu bạn đang cố gắng giảm cân và nhất định phải có cà chua trong chế độ ăn uống hàng ngày vì nó ít chất béo và không chứa cholesterol. Cà chua có chứa nhiều chất xơ và nước, do đó sẽ giúp bạn cảm thấy no. Bạn có thể ăn cà chua sống hoặc thêm chúng vào món thịt hầm ăn cùng với sản lách, các thực phẩm ăn uống thân thiện khác. Cho dù là cà chua tươi, sấy khô, hầm, xay nhuyễn hoặc nước ép thêm cà chua vào chế độ ăn hàng ngày và gặt hái tất cả những lợi ích sức khỏe của nó mang lại. Theo y học cổ truyền, cà chua có vị ngọt chua, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lương huyết, tăng tân dịch, chống khát nước, giúp thông tiểu tiện và tiêu hóa tốt, thường được dùng để chữa các chứng bệnh như nhiệt bệnh phiền khát, môi khô họng khát do vị nhiệt, hay hoa mắt chóng mặt, chảy máu cam, chảy máu chân răng, tiêu hóa kém rét dạ dày, huyết áp cao. Một số bài thuốc chữa bệnh từ cà chua mà các bạn có thể làm theo như sau. 1. Chữa sốt và khát nước. Cà chua 200g thái lát, sắc nước, uống thay trà trong ngày. Uống nóng hay lạnh đều được. Có thể dùng nước ép cà chua và nước ép dưa hấu, mỗi thứ 200ml, trộn đều, chia làm 2 đến 3 lần uống trong ngày. 2. Chữa tăng huyết áp vào sáng sớm khi đói, lấy từ 1 đến 2 quả cà chua, rửa sạch bằng nước sôi, thái thành miếng nhỏ, thêm chút đường cho đủ ngọt rồi ăn sống. Mỗi liệu trình kéo dài 15 ngày, nghỉ 3 ngày rồi tiếp tục liệu trình khác. 3. Hỗ trợ điều trị viêm gan mãn tính Cà chua 200mg, rửa sạch, thái miếng thịt bò 100g thái mỏng, xào ăn hàng ngày. Món này có tác dụng điều hòa chức năng gan, bổ máu, tiêu hóa tốt, hỗ trợ tốt trong điều trị viêm gan mãn tính, giúp cơ thể nhanh chóng phổi hụp. 4. Chứa chảy máu chân răng Cà chua sống từ 1 đến 2 quả, ăn ngày từ 3 đến 4 lần, ăn trong tuần sẽ có kết quả. 5. Chữa bỏng lửa nhẹ Tách lấy vỏ cà chua có dính thịt quả đắp lên chỗ bỏng, thỉnh thoảng lại thay sẽ giúp làm dịu vết bỏng, chống đau rát và kích thích da chóng hồi phục. 6. Phòng bệnh bướu cổ Cải song 200g, cà chua 1 quả, dầu mùi kinh giới 10g, dầu ăn gia vị, giấm Cách làm Cải song cà chua, rau gia vị rửa sạch để ráo Cà chua thái lát, cải xong trần qua nước sôi Rau mùi, kinh giới thái nhỏ, cà chua thái lát Tất cả đem trộn đều với giấm, gia vị ăn thay rau Mỗi tuần ăn 3 lần Ăn thường xuyên sẽ giúp bổ sung iốt, phòng bệnh bướu cổ hiệu quả. 7. Làm đẹp da Thức uống bổ dưỡng kích thích tiêu hóa làm đẹp da Cà chua 200g, táo tây 150g, chanh quả 80g Chuối tiêu chín 100g, cải bắp 100g, cà chua rửa sạch thái miếng Táo tây gọt vỏ, cắt nhỏ, chanh vắt lấy nước, bắp cải thái nhỏ ba thứ dùng máy ép lấy nước, chuối tiêu bóc vỏ, đánh nhuyễn rồi hòa đều với dịch ép Cho thêm nước chanh, quấy đều, chiêu uống vài lần giảm mụn trứng cá và lỗ chân lông to. Một quả cà chua rửa sạch ép lấy nước, cho thêm 3 giọt nước cốt chanh, bôi hỗn hợp này lên mặt, rửa lại bằng nước sạch sau 15 phút, sẽ có tác dụng làm sạch da mặt, giảm ngăn ngừa mụn trứng cá và thu nhỏ lỗ chân lông. Làm sáng và mịn da Một quả cà chua tươi, rửa sạch ép lấy nước, thêm hai thìa mật ong trộn đều, dùng hỗn hợp nước ép này bôi đều lên vùng da mặt và cổ đã rửa sạch để 15 phút, sau đó rửa sạch lại bằng nước, có tác dụng làm da sáng và mịn màng. Vừa dễ ăn vừa bổ dưỡng, vậy nên không có lý do gì để chúng ta bỏ lỡ loại thực phẩm cực kỳ bổ dưỡng này. Bên cạnh đó, cà chua là loại thực phẩm thường hay bị sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng, vậy nên mọi người cũng cần lựa chọn mua ở những địa chỉ uy tín và ngâm cửa dĩ dàng. Và ngâm rửa kỹ càng trước khi sử dụng chúc các bạn có thể tận dụng được những lợi ích tuyệt vời của cà chua